nay đoàn khám hiểm chúng tôi đang trên đường lên Hải Đăng để khám hiểm những việc gì kỳ bí nhất, rợ nhất ở trong cái chương trình khám hiểm hôm nay. Mời mọi người chúng ta cùng tham gia. Hello, xin chào mọi người. Chúng tôi là team 360. Hôm nay chúng tôi sẽ có một cuộc hành trình thám hiểm kỳ bí, còn được gọi là Ghostbuster. Đây là nơi chúng tôi đang bắt đầu khám phá. Nói chung là nhìn nó cũng hơi rợn, mà bầu trời có hơi đen vì chiều nay hơi có mưa. Và đây là đoàn tem của chúng tôi. Đây là ngôi chùa mà người ta đồn là tới đây là không còn đường nào để lên nữa. Và ở đây có, người ta thường đồn là có những người có thể lên đây cầu cơ. Có vẻ rất là bí hiểm hả? Vâng, và chúng tôi đã đi được khoảng tầm nửa chặng đường. Và bây giờ chúng tôi đang ở trong một khu rừng rất là sâu. Thực sự là bây giờ nó rất là tối. Đấy, đây là những thành viên của chúng tôi đang khám phá. Ở đây bí hiểm quá. Thì hôm nay đoàn khám hiểm chúng tôi đang chuẩn bị tới tại đang đứng tại cái hang ông mộ gọi là hang thờ Chúa Tể Sang Lâm. Xung quanh còn có những cái bậc thang để đi xuống, tôi không biết là đây là cái gì. Chút nữa tôi sẽ đi xuống đây khám hiểm. Bây giờ đoàn chúng ta sẽ tiếp tục xuống đây để khám hiểm coi là ở dưới đây là cái gì. Mình ta thấy là bậc thang mà xung quanh đây không có nhà cửa của ai. Có một cái cây cờ tổ quốc, một cây cờ Phật giáo. Thì hiện giờ là nơi đây là chắc là chúng tôi nghĩ là chùa. Chúng tôi tiếp tục khám hiểm tiếp. Đây là chùa nha các bạn. Chùa này chưa biết tên. Khá là sâu nha. Ở đây khá là rùng rợn. Ở đây hình như là cũng có người đồn rằng có một cái bóng trắng nào đó. Thường thường thì nhiều người đi qua cũng thấy, nhưng mà chúng tôi cũng có thể là vẫn muốn thấy mặc dù là rất là sợ. Thưa quý vị, thì hiện giờ chúng tôi đang đã đến đứng ngay chỗ cái hang gọi là hang Địa Thần. Có một cái hang rất là tối. Trong đây cũng là thờ các chư vị Địa Thần. Các vị hổ thần, địa thần. Chúng tôi đang từ từ bước vô hang. Và trong đường đi chúng tôi phải chùm hổm hung, rất là rung rợn. Và bên cạnh đó chúng tôi thấy có một cái bảng ghi số đề ở đây, từ 01234 cho đến 98765. Trong đây có một mộ đang thờ gọi là thờ sư cô Thích Diệu Huê. Cô viên tịch vào ngày 28 tháng 8 năm 1988. Wow, một cái nhà bỏ hoang. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là không còn đi nữa. Vâng. Và mặt trời đang lặn dần rồi. Mọi người đang tiến sâu vào rừng. Trong này rất là tối nên mọi người phải bật đèn.
không vào được cái bao nhiêu kia anh ơi. Ở trong bầu cục kỳ ban gì á. Để rất là nhiều lô cốt. Ở đây chúng ta thấy có một cái giường. Các bạn à, có một cái bàn thờ nữa. Ôi, cái này là có một cái bàn thờ. Rất là linh thiêng. Nam mô A Di Đà. Chúng tôi có cái bàn thờ nha mọi người. Vâng, đây là con đường qua những cái lô cốt. Thực sự là bên ngoài này rất là tối, nhìn rất là rùng rợn. Trời đã rất là tối và mọi người đang tiến tới cái lô cốt tiếp theo. Mà là rất là tối. Mấy bạn nghiên cứu anh đi đường nào xuống. Đại Nam, Đại Nam, không xuống được. Hôm nay còn anh. Mình đi vô trong đây mình có đường xuống rồi nè. Không, cứ lại lên cục, trên đây góc cục. Tự dưng mất hết luôn rồi. Vâng, mọi người đang tiến hành xuống dưới vực thẳm, vực sâu thăm thẳm. Cô luôn hả? Của em kêu phun. Trời ơi. Là rung rợn, mọi người đang tiến sâu vào trong. Ở đây là cái nơi lô cốt hồi xưa dành cho những cái cán bộ chiến sĩ chiến tranh ở trong này để chống giặc. Thank you.
hầm. Xong lô cốt thứ nhất, giờ chúng ta tiếp tục khám phá lô cốt thứ hai. Ở đây chúng tôi phát hiện là có cái bàn thờ của các chư vị các chư vị thần. Thưa mọi người, là chúng tôi đang phát hiện là có những cái bàn thờ thờ các chư vị thần. Cái này cũng đã lâu rồi. Không ai tới đây để dọn dẹp quét tước. Anh sao mình cộng anh nhện không? Ngon. Cộng anh nhện không? Ngon. Cộng anh nhện không? Có. Đây mọi người ơi. Ui. Đây 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 đây. Chưa. Chưa. Anh sẽ đi nào. Như anh sẽ đi đâu sau. Đây có đi trước đây. Đi lại đi anh này. Đường đá mình biết đi được không? Anh Sơn biết được. Ủa anh? Cảm nhận của em hôm nay như thế nào về chuyến đi này? Em cảm thấy nó rất là kỳ bí và mới mẻ. Em sẽ khám phá tất cả những gì hôm nay và cảm nhận tất cả vào trong tim mình. Rồi cảm ơn em nhé.